Minh được Tử Vi rất là vui khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, cho phép 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thượng đến, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ chính xác nhất, tuổi Canh Thân sinh năm 1980, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, đào trúng mỏ vàng, 100 tỷ cầm tay, tiền tiêu ba đời không hết, đúng sau rằm tháng 8 âm lịch 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, làm người hiểu được chính mình còn khó hơn hiểu được người khác gấp vạn lần, cũng như trân trọng được chính mình còn khó hơn muôn phần so với việc trân trọng người khác. Có được một sức khỏe thích đáng và một tâm lý tự tôn đầy đủ, kiên cường đối diện với sóng gió cuộc đời, không vì những ham mê, những bề ngoài của xã hội mà mất đi bản thân, không vì khó khăn nhất thời mà phủ định chính mình, ấy mới là điều trân quý. Thời thời khắc khắc tâm bình khí hòa, mà nhìn lại bản thân, nếu như ngay cả chính mình còn không thể chấp nhận thì nói gì đến người khác. Vậy nên, làm người sống sao mà có thể khiến bản thân trân trọng được chính mình, sau đó mới tiến đến hiểu người và hiểu được luân lý của xã hội. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, bước vào thời điểm sau rằm tháng 8 âm lịch, nhờ ăn ở hiền lương, sẽ may mắn được Bồ Tát phù hộ, quá hung thành an, ăn ở có đức nên được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi hanh thông, cầu gì được nấy, tài lộc vàng bạc ùn ùn kéo về nhà, không những mua được nhà lầu, sắm được xe hơi, mà còn có cơ hội giàu có khó ai sánh bằng. Có điều lá số tử vi cũng cảnh báo, sau rằm tháng 8 âm lịch là thời điểm khó khăn với người tuổi Canh Thân, đòi hỏi quý bản mệnh cần phải chú ý và cố gắng hơn rất nhiều trong công việc của mình. Nếu không cẩn thận, nhiều người còn mất việc thất nghiệp, vỡ nợ phá sản. Vậy thì vận số của con giáp này biến động ra sao? Đúng sau rằm tháng 8 âm lịch, quý bản mệnh cần phải chú ý điều gì và đặc biệt cần phải làm gì thì mới hút hết tài lộc về nhà? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời, vận mệnh của người tuổi Canh Thân. Xét theo tử vi chiếu mệnh, người tuổi Canh Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn, khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Canh Thân nhờ khiếu hài hước, cùng khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến nhất là người khác giới. Tuy nhiên mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác, nên sẽ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Người sinh năm này có thời niên thiếu rất vui vẻ, hạnh phúc. Trước tiên bạn có một gia đình rất hòa thuận, sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ dành cho bạn là bất tận. Đối với bạn thời niên thiếu tuyệt vời, tất cả đều không có gì buồn phiền lo lắng. Thế nhưng bước vào tuổi thanh niên sẽ xuất hiện nhiều vấn đề, nó bắt nguồn từ tính cách của chính bản thân bạn. Bạn coi mình là số một hoạt bát, nghịch ngợm, thích sinh sự và sinh tính đa nghi hay suy nghĩ. Đến khi về già, nói chung cuộc sống của bạn rất thanh bình. Tuy nhiên bạn lại thường nhìn về quá khứ, đắm chìm trong hoài niệm để tìm kiếm những năm tháng đã trôi qua, nên vì vậy đôi khi họ sẽ cảm thấy cô đơn. Tuổi Canh Thân tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc. Họ cơ trí linh hoạt tháo giác, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cái tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, lúc nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Họ yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ,
hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Canh thân nhờ khiếu hài hước cũng có khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác, nên sẽ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông họ nổi bật và thu hút sự chú ý của mọi người bằng những câu chuyện thú vị và độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi này giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục mọi người, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ yên tĩnh buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Canh Thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Người tuổi Canh Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính Thổ kết hợp với sự linh động giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ, nên họ thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về và ủng hộ. Cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Canh Thân thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả tốt. Họ rất tin vào số mệnh, vì chịu quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Tuổi Canh Thân có nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự cố biến động bãi bể nương dâu. Tuổi này có thiên thời địa lợi về thiên can địa chi, ngũ hành nạp âm, nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực, quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa đến. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp thì tuổi này rất thích hợp với làm ngoại giao, tư vấn hay vì sự xoay chuyển ứng phó rất nhanh nhẹn thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng rất hợp với họ. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm hứa hẹn sẽ mang đến thành công lớn trong sự nghiệp của những người tuổi Canh Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy thì việc kinh doanh với tuổi Canh Thân là vô cùng dễ dàng. Theo năm tháng cuộc đời, ở thời điểm cuộc sống nhiều rối ren lắm mệt mỏi, người ta thường chần chừ không dám quyết định, quanh quẩn những suy tư, sốt ruột chờ đợi kết quả, chán cảnh cho những nỗ lực của bản thân, tiếc nuối cho một đoạn thanh xuân đã tin yêu và nỗ lực hết mình. Tiếc rằng chẳng nhận lại được những gì xứng đáng về bản thân, hiện tại cơ hội là có nhưng chưa có kết quả rõ ràng và cụ thể. Vận thế thấy sự xoay chuyển nhưng chưa được quá thuận lợi và hanh thông, vì 1980 có cái trắc trở khá lâu rồi, nên để mọi thứ hồi phục, hoặc vận may trở về thì cũng cần một loạt thời gian, nên bạn đừng quá bi quan, cũng đừng quá suy tư, cũng đừng quá chán nản. Cái cám cảnh là bạn ta cống hiến nhưng không nhận lại và nỗ lực nhưng không có thành tựu, ta đợi chờ nhưng không thu được sự công nhận về thân, đâu cũng là điều dễ hiểu trong cái đoạn vừa rồi. Giờ là lúc không cần quá phiền lòng hay bận tâm về những tàn dư của quá khứ, những năm đã qua nhìn lại là nhiều tiếc nuối, ngang dọc lắm điều trăn trở, bao lần tặc lưỡi kèm một chữ nếu, bao lần trằn trọc cho sự biết trước mà mình lại không tuân thủ làm theo. Quá khứ là thứ bạn không thể thay đổi, nên thay vì phiền muộn cho những gì đã qua, hãy mạnh dạn đứng lên, cho đoạn thời cơ cận kề ở phía trước, kẻo dài 3 năm sau nhìn lại lại tiếp tục trăn trở cho cái đoạn hiện tại. Vậy tận dụng được hay không, nắm bắt được hay không, đơn giản chỉ là do chính mình. Và hãy nhớ, bạn đang ở thời điểm bạn không cần quá bận tâm tới thế nhân và người đời. Bạn là một người tốt, sống hết mình và nhiệt thành với thế giới xung quanh. Vấn đề là bạn không thể ép tất cả mọi người nhận ra được điều này, nhưng đâu có sao đâu. Cuộc đời không phải là một cuộc thi trong trường học, nơi ta cần bằng cấp chứng chỉ để thể hiện những gì mình đã trải qua. Có thiên biết, có địa biết, có chính mình biết, thì thế nhân không biết cũng không sao hết. Thức dậy thôi, đến lúc tiếp tục cống hiến và theo đuổi ước mơ của bản thân mình rồi. Không cần quá để ý tới người đời, bạn chỉ cần để ý tới cái bản ngã đang ngăn cản mình mà thôi. Bạn biết đấy, tính kỷ luật là thứ cần và phải có nếu muốn thành công và trong thành tựu. Kỷ luật tức là phải làm những thứ mình ngại làm, như thể mình yêu thích nó. Dường như ít có tuổi nào lại có được đầu óc linh hoạt như tuổi Canh Thân. Sự thông minh nhạy bén của những người này giúp họ nắm bắt thông tin nhanh chóng và khả năng học hỏi nhanh. Họ có thể thành công trong mọi lĩnh vực mà họ yêu thích và có thấy hứng thú, trí tưởng tượng phong phú, óc tò mò,
ham học hỏi. Họ là những người có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng. Họ luôn luôn tích lũy thêm kinh nghiệm, thích đương đầu với những thách thức để luôn được vận động trí não và các giác quan. Người này đa tài, đa nghệ, họ có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ ngành nghề nào, như diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên. Họ là những nhà hoạt động xã hội xuất sắc, họ rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Chính vì vậy, thương nhân, nhà báo là những nghề rất phù hợp để họ thể hiện được hết tài năng của mình. Bên cạnh ấy, họ còn có khả năng ăn nói hoạt bát, giao lưu kết nối với mọi người là sở trường của họ. Nếu hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, chắc chắn họ sẽ thu được những thành công lớn. Ngoài ra, những người này có sức khỏe dẻo dai và phản xạ nhanh, khéo léo trong các công việc có liên quan tới hoạt động hình thể. Vì vậy diễn viên múa, xiếc, vũ công cũng đều rất thích hợp để họ lựa chọn. Một ưu điểm dễ nhận thấy nữa là sự nhạy cảm, tinh tế và có óc tưởng tượng, quan sát tốt. Bất cứ sự việc nào trong cuộc sống cũng đều gợi sự tò mò đối với họ. Nếu trở thành nhà văn, họ sẽ có nhiều cơ hội trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên nhược điểm của họ là luôn thích dẫn đầu và thích người khác phải phục tùng mình. Nếu không sửa được tính xấu này thì họ sẽ bị người khác ghét bỏ, xa lánh và khó có được những cộng sự tốt. Do bản tính thông minh tài giỏi, người tuổi Canh Thân cũng có những lúc chủ quan, nên cuộc đời gặp phải nhiều thất bại lớn. Những người tuổi Canh Thân có tính thích nghi rất cao và khi bắt tay vào làm việc thì họ không nề hà bất cứ việc nào. Điều mà người tuổi Thân làm tốt là vào việc thật mau lẹ, nhưng cần cẩn thận vì tính họ tính phí gấp đôi cho dịch vụ của mình. Bản chất tự nhiên của họ là tò mò, thích ghi điểm và thông minh. Điều này giúp họ đưa đến thành công lớn hơn. Bạn còn một khuyết điểm nữa, khi đang chuyên tâm làm việc một mình mà thấy việc khác thì sẽ bị chi phối. Bạn phải đợi cho việc đó hoàn thành và đem lại kết quả thì mới làm việc khác, như vậy mới thu hoạch được thêm nhiều. Thêm nữa, có lúc bạn quá coi trọng quan hệ với mọi người, từng đứng bên ngoài nói có lý có tình mà từ chối lập trường của người khác, vì thế mà làm mất đi con đường tài vận. Con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, họ biết cách tận dụng, nắm bắt thời cơ để đạt được thành công. Khi làm việc, những người này rất tập trung, không có bất cứ ai có thể làm họ xao động. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao tự đại, dễ đắc trí với những gì mình làm được. Họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém mọi người. Đôi khi họ thích phán xét, chê trách người khác, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi của bản thân. Những nhược điểm ấy luôn khiến bạn thụt lùi, gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Nếu bạn là người tuổi Canh Thân, bạn muốn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống thì nên nhớ rằng không nên quá đắc trí, tự cao tự đại về tài năng của mình. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân thủ theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tiếp theo, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết Bạch Lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày Bạch Lộ. Bạch Lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết Bạch Lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết Bạch Lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán. Quẻ này có hai hào sơn ở trên, bốn hào âm ở dưới. Hào sơn tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi. Người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là phong, quẻ hạ là địa. Gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân được lan truyền mọi nơi. Quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên, khí âm rất thịnh nên sau tiết khí Bạch Lộ, nhiều người cần đề phòng bệnh tật, các chứng cảm nhiễm phong hàn. Tiết Bạch Lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có khí kim cực dượng, nên những người sinh tháng này được trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết, dứt khoát, tính nghĩa, thông minh đoan chính. Nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ tuấn tú. Đối với người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, cần có kim để bổ trợ, cân bằng ngũ hành trong tứ trụ. Đây là một khoảng thời gian dưỡng vận.
Nhờ được bổ kim nên họ sẽ ổn định về mặt sức khỏe, vững vàng về mặt tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiếp Bạch Lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc thu vàng, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí nên duy trì thái độ tích cực, chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết Bạch Lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào trong nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình họ buồn lo hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết Bạch Lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn sung mãn, giải phóng năng lượng thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tĩnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Ở các thời điểm buồn bực này hãy thả lòng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết Bạch Lộ, qua tiết Bạch Lộ thì táo khí sẽ dần dần thịnh lên. Táo sẽ tổn thương phổi, lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra vào tiết Bạch Lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo với gạo nếp, với các nguyên liệu có tính kiện tỳ dị, bổ trung khí phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Canh Thân đúng sau rằm tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Canh Thân, sau rằm tháng 8 âm lịch năm 2024. Có thể thấy rằng người tuổi Canh Thân đang có những bước tiến vô cùng nhanh chóng trong sự nghiệp. Sau rằm tháng 8 là thời điểm nhiều cơ hội mở ra. Nếu nhanh chóng nắm bắt thì không sợ không gặt hái được thành công, khẳng định được tài năng và vị thế của mình. Tam hội đem tới quý nhân cho bản mệnh, đó có thể là người từ lâu đã không liên lạc, hoặc là bạn bè, người thân thích của bạn. Khi cơ hội đã trao tay bạn không nên băn khoăn quá nhiều mà hãy tin tưởng vào bản thân. Bạn là người có tài, chỉ cần cố gắng thì chẳng có việc nào là không thành công. Ngoài ra, nhờ quan hệ đồng nghiệp, bạn bè tốt đẹp, bạn chẳng hề ngần ngại khi đứng trước khó khăn thử thách, bởi bạn biết rằng xung quanh mình chẳng bao giờ thiếu người giúp đỡ. Thời điểm này nhờ có tinh thần đoàn kết mà mọi công việc đều được giải quyết nhanh gọn dễ dàng. Tháng này cũng là một tháng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Bạn đưa ra những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể tới mục đích đến cụ thể rõ ràng và đầy hứa hẹn. Bạn không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới, mà còn khiến những cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. Hãy mạnh dạn bắt tay và thực hiện những công việc mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu, đừng tiếp tục chần chừ do dự. Tháng này dự báo có quý nhân xuất hiện, mọi khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng, thậm chí bạn còn được đối phương giúp đỡ để hoàn thành công việc dễ dàng hơn. Nguyệt lệnh lâm đế dượng cho thấy một vài người còn khẳng định được khả năng lãnh đạo dẫn dắt tập thể của mình. Bản mệnh sẽ nhận được sự kính trọng của đồng nghiệp và cấp dưới, có người sẽ được cân nhắc lên một vị trí cao hơn để thi triển tài năng. Xét trên phương diện tài lộc, sau rằm tháng 8 âm lịch tuổi Canh Thân. Căn cứ tử vi sau rằm tháng 8 âm lịch, những thành tích đáng mừng trong sự nghiệp cũng như làm ăn kinh doanh sẽ giúp người tuổi Canh Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không lo rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ của mình nên sẽ được nhận một khoản tiền thưởng nóng không nhỏ,
thậm chí bạn còn có hy vọng và các quyết định thăng chức, tăng lương mà lãnh đạo dành cho mình. Những thành tích cao trong công việc cũng giúp bản mệnh nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng rủng rỉnh. Đây là khoản tiền vô cùng xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Hãy có cách tiêu dùng hợp lý, thậm chí lấy khoản tiền đó để đầu tư, để tiền tiếp tục đẻ ra tiền. Người làm ăn kinh doanh có mối quan hệ xã giao rộng rãi, nên thường gặp được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng. Nhờ đôi bên hợp tác ăn ý mà công việc đạt kết quả tốt hơn dự kiến, đem về khoản lợi nhuận rủng rỉnh hơn. Một số người khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên không cần mất quá nhiều công sức tuyên truyền, mà khách hàng vẫn dồn dập đổ về. Có thể bạn sẽ phải vất vả hơn người khác, nhưng bạn sẽ thu được một khoản tiền không nhỏ. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng đầu tư sản xuất, thì bạn có thể suy nghĩ tiến hành ngay trong tháng này. Tất nhiên bạn vẫn sẽ phải vất vả hoặc vướng phải một vài khúc mắc, song quý nhân xuất hiện đúng lúc sẽ giúp bạn hóa giải nhiều nguy cơ. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi canh thân, sau rằm tháng 8 âm lịch năm 2024. Sau rằm tháng 8 do được nhiều các tinh chiếu mệnh, nên người tuổi canh thân cực kỳ đào hoa, xung quanh bạn chẳng bao giờ thiếu những người săn đón, bày tỏ hào cảm, quan trọng là bạn có rung động với ai hay có muốn đến với ai hay không mà thôi. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, con giáp này bắt đầu để ý hơn tới ngoại hình của mình, nhờ vậy mà bạn có sự thay đổi lớn lao, khiến những người dù quen biết đã lâu cũng sẽ phải ngạc nhiên. Tháng này của bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm quen của các đối tượng khác giới, song bạn không nhất thiết phải đến với ai đó quá vội vàng. Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình, thì đào hoa quá dượng là chưa chắc đã tốt. Thiên Diêu khuyên bạn hãy giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Đừng quá gần gũi với người khác giới, kẻo sẽ gây thương nhớ, khiến người khác xì xào bàn tán về mình. Bạn cần biết trân trọng những gì mình đang có, không nên gây cho người thân những tổn thương không đáng. Đừng vì một phút ham vui mà phá hủy hạnh phúc mình đang nắm giữ. Trong gia đình bạn cũng hãy quan tâm hơn tới nửa kia của mình. Nếu có thời gian rảnh hãy hâm nóng tình cảm cùng với đối phương, giúp quan hệ đôi bên thêm gắn kết, bầu không khí gia đình thêm vui vẻ hạnh phúc. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi canh thân sau rằm tháng 8 âm lịch năm 2024. Người tuổi canh thân không gặp phải vấn đề sức khỏe nào quá đáng lưu tâm trong tháng này. Hơn nữa càng lúc bạn lại càng ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, nên bạn sẵn sàng xây dựng cho mình một lối sống khoa học và thực hiện theo một cách nghiêm túc. Với những người mắc bệnh thì tình trạng bệnh tật có dấu hiệu giảm đi nhiều, chủ yếu là nhờ bạn suy nghĩ lạc quan và tìm được đúng thầy, đúng thuốc. Bạn hãy cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé. Bạn hãy thường xuyên tham gia vào các hoạt động thể dục, thể thao với mọi người xung quanh mình. Việc ấy không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe, mà còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, tạo ra cơ hội cho tương lai. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải hai tuần cuối sau rằm tháng 8 âm lịch, để mệnh chủ canh thân có những kế hoạch phát triển cho riêng mình. Tử Vi tuần 3, tháng 8 âm lịch tuổi canh thân. Sau dịch mã tác động, người tuổi canh thân kiểm soát rất tốt công việc hiện tại của mình, không có nhiều biến cố hay bất ngờ xảy đến. Bạn có cơ hội gặt hái được thành công, nhưng đòi hỏi phải cực kỳ nỗ lực và chuyên sâu vào công việc hiện tại, thì mọi thứ mới diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Nếu con giáp này đang theo nghiệp kinh doanh, thì cần nắm bắt tốt các cơ hội và đầu tư một cách hợp lý mới có thể đón nhiều nguồn thu tốt. Những người làm không ăn lương cứ chăm chỉ thì chắc chắn sẽ được cấp trên tin tưởng hơn, bởi chính những cố gắng và công sức đã bỏ ra trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên với vấn đề tài chính, bạn được nhắc nhở cần phải hết sức thận trọng, đừng cho phép bản thân vào mua sắm quá tay thì tự gây rắc rối cho mình. Nhất là khi hung tinh kiếp tài là điềm báo cho bạn sẽ gặp rắc rối liên miên, có liên quan tới tiền bạc, sai một ly là đi một dặm. Trong tình yêu bạn luôn là con người thụ động, khiến đối phương cảm thấy dường như bạn không mặn mà với chuyện tình cảm này. Đó là lý do mối quan hệ hiện tại không có bước tiến nào rõ ràng, mà còn càng nhạt nhẽo. Đừng ngại ngần khi thể hiện sự chân thành cho người ấy thấy bạn nhé. Quý nhân, Ý, Dậu. Tiểu nhân, Hợi, Tỵ. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 56, 09, 23.
cuối cùng là Tử Vi tuần 4, tháng 8 âm lịch tuổi Canh Thân. Được các tinh Thái Dương hậu thuẫn, công danh sự nghiệp của người tuổi này đang trên đà thăng tiến, vận khí khởi sắc, bạn có thể nhanh chóng vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến tới mục tiêu đã định. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, nên đừng làm lơ. Đường tài lộc của tuổi này rất rộng mở, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ tới bất ngờ. Chính sự nhạy bén của bạn là thành công trong công việc và mang lại những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu biết chi tiêu vừa phải, bạn hoàn toàn có thể yên tâm với mức thu nhập hiện tại. Chuyện tình cảm của các cặp đôi cũng đang vô cùng ngọt ngào. Sự nhẹ nhàng tinh tế trong cách quan tâm chăm sóc của bạn thực sự khiến người ấy không thể rời mắt khỏi bạn. Bạn thực sự hài lòng với chuyện tình cảm ở thời điểm hiện tại. Người độc thân có thể sẽ được giới thiệu mai mối cho đối tượng khác giới, nhưng bản mệnh chưa thực sự nhiệt tình với mối quan hệ nghiêm túc ở thời điểm này, nên thái độ khá hờ hững. Nhưng nếu bạn đã có ý định gặp gỡ đối phương, thì nên có sự chân thành để thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau. Quý nhân, ý, thân. Tiểu nhân, hợi, ảo. Màu sắc may mắn, đen, 8. Con số phát tài, 56, 09, 23. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi từ nay tới rằm tháng 8 âm của anh chị tuổi Canh Thân sinh năm 1980, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Thân sinh năm 1980. Theo sao chiếu mệnh, sao Mộc Đức. Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm con rồng, tuổi Canh Thân nam mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự, đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Đối với nữ mạng tuổi Thân sinh năm 1980. Theo sao chiếu mệnh, sao Thủy Diệu. Thủy Diệu là sao vừa mang lại điềm tốt vừa có điềm trở ngại. Về mặt tốt, tinh tú này chủ về tài lộc dồi dào, tiền hết lại có, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Về mặt xấu, sao này kỵ nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Người có sao này chiếu cần cẩn thận đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất trắc. Theo niên hạn, hạn Toán Tận.
gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Theo vận niên, theo tử vi tuổi Thân 2024, bước vào năm Con Rồng, tuổi Canh Thân nữ mạng gặp vận niên xà hãm tỉnh, tức là rắn bị nhốt dưới giếng hay rớt xuống giếng. Đây là điềm báo không may mắn, trong năm dễ bị tai nạn bất ngờ hoặc xui xẻo không ngờ tới, làm việc gì cũng không xong, phải chờ qua năm tới mới được. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mưu đại sự. Đồng thời tối kỵ việc nóng nảy mồm miệng hay vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ nhận lấy thất bại lớn. Riêng về chuyện tình cảm thì được tốt đẹp, êm vui. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi đương số cần kiềm chế tốt cảm xúc, tôn trọng đối phương và dành nhiều thời gian chăm sóc họ. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thủy Diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Thủy Diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để dưỡng các khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo. Cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao Thủy Diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay dạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2024 cho người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.